Thưa sư, con theo hướng Phật giáo Nguyên Thủy, mẹ con theo Phật giáo Phát Triển. Con làm thế nào để mẹ con có thể theo về Phật giáo Nguyên Thủy? Trong nhà, người theo Phật giáo Nguyên Thủy, người theo Phát Triển thì có tội gì không sư? Trong nhà con nhiều tượng Phật bên Phật giáo Phát Triển, nếu thỉnh thêm tượng Phật Thích Ca về thì có xung khắc gì không? Thưa với quý vị đó, dù cho chúng ta theo cái trường phái nào đi chăng nữa thì Đức Thế Tôn vẫn luôn là bậc đạo sư của chúng ta. Còn nếu như chúng ta theo một cái trường phái gì đó mà đổi bậc đạo sư, mình không còn coi Đức Thế Tôn là thầy nữa, thì nó lúc đó mình mới sợ tội, tức là mình đã từ bỏ Tam Bảo. Còn ví dụ như người nhà theo cái tông phái khác, nhưng miễn làm sao á mà vẫn thờ Phật Thích Ca thì chúng ta có thể chấp nhận được rồi. Đó là mình nói theo cái kiểu là dĩ hòa vi quý, tức là mọi người vui vẻ là được. Còn nếu như chúng ta nói một cách chi tiết hơn, thâm sâu hơn, thì chúng ta nên tập trung vào những vấn đề ví dụ như thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Chúng ta hãy tìm những điểm chung, những điểm thiện chung. Ví dụ như tất cả đều đồng ý cái chuyện là bố thí là tốt thì ráng bố thí, không có bỏng sẻn, không có ganh tị là tốt, thì mình ráng giữ gìn cái truyền thống đó. Hoặc là mình giữ năm giới thì đó là điều tốt. Thì chúng ta nên làm cái chuyện đó trước đi. Khi nào á mà những người trong gia đình á đều thống nhất với nhau và đều ráng giữ được năm giới, rồi đều có thể bố thí, đều tin Đức Thế Tôn là vị thầy vĩ đại của mình, thì khi đó chúng ta mới tính đến chuyện xa hơn. Còn bây giờ chưa gì hết mà mình cứ nhào vô, mình coi những cái điểm dị biệt, những cái điểm khác nhau, rồi từ đó nó đâm ra nó bất hòa trong gia đình, thì đối với cá nhân sư thì nó chưa phải lúc. Rồi xin một sư chánh tâm, rồi xin sư chánh tâm ý kiến. Trong kinh á có những trường hợp mà gia la hán á và gia đình thì là bà la môn, như là trường hợp ngài Sa Đức Tá, tại gia đình ngài có 7 anh em đã a la hán hết mà bà mẹ chứ thì là bà la môn, thì nếu tội là bà gia đình ngài sẽ mắc tội trước chứ không phải tới mình. Cho nên không có cái dụng mà mình theo đạo Phật rồi gia đình mình thân theo đạo khác là có tội. Còn cái chuyện mà mình thỉnh thêm tượng Phật Thích Ca về có xung khắc hay không, cái này là không có nha. Đó, nếu nếu mà là xung khắc thì nó không có, nhưng mà chỉ có mình bất kính với Phật thì mình mới có tội thôi, chứ không có chuyện mà cái này là bất khả kháng. Đó là mình thờ Phật của mình trong phòng mình hay là cái chỗ đi của mình trong nhà mình thờ Phật Thích Ca, còn từ nhà mình nó học theo đạo này trong phòng thì họ thờ cái khác thì không sao nha, thờ thêm thì tốt thôi chứ không có vấn đề xuất cắt gì cả. Mà hãy sự tự tưởng Mời sư ra tự tường có ý kiến. Như chưa có nghe sư ơi. dạ nghe chưa ạ À, dạ nghe rồi, nghe rồi. dạ. Xin xin chào hai vị, xin chào quý vị. Sư Hành Tuệ và sư Chính Tâm trả lời câu hỏi này cũng khá là đầy đủ rồi, cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm. Cảm ơn. Yeah.